việc nên không có họp lại mà quay clip cho anh em xem được. Thì bữa nay cũng cũng lâu lắm rồi, cả tháng rồi mới quay lại. Nói chuyện hơi dấp anh em thông cảm nha. Lâu quá không cầm tới mới quay luôn. Bây giờ mình sẽ làm một món để anh em nhân dịp đầu năm nha. Mới thì chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng tên chúng mình nha. Chào các bạn nha. Đây là anh Bảy. Đây là anh tên gì? Giới thiệu đi, cái này chưa giới thiệu nè. Anh tên của mẹ rồi. A Lâm. Đây là Khanh nha anh em. Còn một ông nữa chúc ông vô. Còn tí thì bữa nay nó bận đi cày kiếm tiền tiếp rồi. Tí nó Tết nó chơi bời quá, nó bởi nọ mọi người ơi. Ok, giờ mình kiếm tiền. Mình sẽ vào việc luôn nha anh em. Đầu tiên thì tụi mình sẽ đi nhóm lửa nha. Đây nhóm lửa ngoài bờ. Hô Khanh luôn Khanh. Hô Khanh cho sạch sạch nhà anh Khanh. Cho kể cho hai ông nhóm lửa đi qua chuẩn bị món gà nè. Ra đây, em mập ra đây. Món gà mình đã chuẩn bị trước nha anh em. Đây là đùi gà. Hôm nay mình sẽ làm món đùi gà KFC nha. Thì ở đây được có 2 kg đùi gà. Đây, mình sẽ làm sạch xong rồi mình sẽ đem ra nấu cho anh em xem. Trời ơi, buộc. Em đi ngứa mặt lên kìa. Trong này sao tròn vậy? Trời, khoảng gì đây giảm ký mọi người. Mình từ 62 giờ mình giảm còn 73. Trời, tết lên ký như chạy vậy nè. Có, đang giảm cân. Giảm cân hả? Giảm muốn nứt đồ luôn. Mật độ muốn chặt xe luôn. Xe này là xe full nha mọi người. Giờ mình sẽ làm sạch gà xong mình ra mình nấu nha anh em. Các anh em bây giờ mình đã chuẩn bị xong nha anh em. Đây đã làm sạch rồi. Giờ mình sẽ quăng qua bên bãi mình luộc nó nha mọi người. Thường thường thì người ta hấp nó sẽ ngon hơn, còn mình không có loại hấp nên mình sẽ luộc. Cái giờ đây là số gà mình đã chuẩn bị nha mọi người. Cái đùi nào cái đùi nấy bự hơn cái đùi của Khánh Nạc nữa mọi người. Đây giờ mình sẽ quăng qua hấp nha. Mình sẽ luộc chứ. Luộc xả. Dục nó. Cái lò mình tự chế nè mọi người ơi. Dục nó vô lò. Đây đây rửa chở cục xả. Rửa xong chưa cu rồi. Đó. Hấp dán. Mình chế cái này là mình sẽ nấu xả ra khử mùi nha mọi người. Đây cái lò này là không được bự nên phải chim cái cây sắt ở dưới mọi người. Đây nghe anh em ơi, người anh em ơi. Đùi gà hấp xả nha mọi người. Không qua. Không qua người anh em ơi. Bà trường cái đây đi. Làm không ngon làm món khác. Đúng không anh? Hợp lý. Nó lại bây giờ mình sẽ hấp nó ra mọi người ơi. Ủa mình luộc nó mọi người ơi. Ăn nữa à. Ôi, dơ, tôi đưa. Đổ cũng xanh cho cô. Lôi qua, đổ vào đây em ngon vẫn. Đổ vào đây nó nóng giờ qua đây. Anh em miền Tây đâu? Coi gà gì tăng 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 đây gà con gà gì con này dở lên cho coi cái đùi nè gà luộc xả. Ừ đúng rồi nãy giờ họ hỏi không trả lời. Gà luộc xả mình xúc chín nha mọi người. Đó, thấy không? Có sảy con ông Bảy. Em mới ớt luôn. Trời chút xíu lộn. Hỏi ép xe nữa. Mọi người. Thơm quá mọi người. Wow. Đây kiếm mới ớt gà lộn mẹ. Chơi luôn đó. Thằng cái chứ chút rồi còn 4 cái sao đi ép xe sao. Quá hấp dẫn mọi người ơi. Giờ mình sẽ vớt nó ra mình đưa qua bên đây nha mọi người. Đây mình sẽ làm lăn bột. Ô trời. 9 giờ chắc ăn chín chưa? Á đủ cả thịt không? Để cắn thử cây rồi chín chưa? Lọt uống. Đây quay lại mọi người nghe gọi mọi người. Trời ơi. Cầm cái quất luôn quá. Thơm phức à, thơm mùi xảo quá. Chạy nước miếng. Ôi trời, cái đùi này quất một cái tới nách luôn. Tới một chuyện luôn mọi người. Rồi dịch xong, nội nào nay phát tướng cái này quay phim chắc hết, chạy hết nổi mọi người. Thứ này quánh lộn quánh sao nổi nào quánh. Oh my god. Té như bao lúa mà gơ trên gớt xuống thịt đùi không á. Quá hấp dẫn mọi người ơi. Nào thấy gà nọng. Bây mình bự con nhất nha mọi
Đây là cầu thủ nặng nặng cân nhất của đội. Của team. Cái mẹ nó. Gửi ai đi. Rồi qua lăng một đi. Lăng đi mọi người ơi, mình sẽ. Em sẽ đưa qua khâu tiếp theo anh em ơi. Đây mình sẽ giao hết cái môn phái này cho ông Đằng nha mọi người. Lăng có lăng mà có lăng trứng chứ không? Không. Bột luôn hả? Thẳng luôn hả? Thì thế này là ông nội này là toàn bộ chịu trách nhiệm. Mình giờ không biết gì nữa hết trơn á. Sẽ lăn thẳng qua bột nha anh em. Chuyên xa trong mưa không biết xảy ra sao. Đang hồi hộp chờ đợi. Ăn được không? Mấy quốc thử cái đồ trước đi cho nó ngon. Cho anh đi cho sao ăn không được quá. Con này đó giờ chưa bao giờ ăn luôn á. Gì kỳ vậy? Đó vậy là quốc. Nó giống tươi vậy. Ủa bột này nó có mùi mặn gì không ta? Mặn. Vậy là gọi là món gì? Lăn rồi đó, đầu chân lăn rồi đó. Rồi bắt dầu nóng lên em chơi. Giờ lên lửa. Lên cho lửa nóng nữa lên. Tắt lửa rồi. Quốc. Sôi không biết nào sôi. Lên vô dầu. Còn than không? Ủa. Dầu ra dầu ra. Qua lấy dầu. Ê lửa đó. Dầu ăn. Không thể nào thiếu trong những buổi cắm trại như thế này. Thì. Hello. Rồi. Chỉnh chảo đây chỉnh lòng. Trời ơi bà, cho con đi chiến trường khó khăn. Không có nước biển, nâng gió đông tường, tay diễn. Các anh em sau một thời gian, trời ơi, thì bụng mình đâu quá. Bụng mà gặp cái này đó. Chắc ruột đâu rồi thử. Lâu. Đây chín mốt cái mọi người, chín mà cho vô lăn thêm quận nó mới cho ăn. Cho ăn quận quá. Tình ra trái tim vui ấm quê nhà. Rồi đây đây. Ok, sau một hồi chờ đợi thì mới ăn dụng được miếng nha mọi người. Thù quá, chừng nói. Đây, tiếp theo là sẽ lăn qua trứng nha mọi người. Trứng gà, nhiên hỏi đổ cái hết ăn luôn nè. Đây, trứng gà. Nghe nói đùi là đầu bếp chỉ nói vậy thôi, nói sao nghe vậy thôi chứ mình không biết làm không này. Giao hết cho đầu bếp Hà Lam. Đây là bột chiên xù nha anh em. Hiểu của này là của nước gì trời? Cái gì? Thịt non. Hả? Thịt non. Phải chữ gì chữ cào chứ mi kia không à? Đây anh em chữ này không biết chữ gì luôn. Củ thái gì vậy? Người gì ăn được rồi được. Giờ chỉ trong trời ăn thôi. Đây là nước chữ đói. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Chứ đây giờ anh lấy này bỏ xuống không? Nè mấy cục gầy nãy bị lẫm hình cục này. Lẫm hình cục chết mỏ. Đây sẽ quay lại anh em xem. Nó còn máu gì? Như máu thì nó là cỡ. Anh em bây giờ mình sẽ lăn tới cái bột chiên xù này nha anh em. Chiên xù này cá rồi chiên ngon ta. Đấy. Cái sợi gà sao đây? Dính không vậy? Anh em muốn dày thì sẽ làm nhiều lớp, còn muốn mỏng thì làm một lớp. Tùy theo anh em thích ăn hay không thôi. Đấy. Đây là đùi gà đã được chiên qua mỡ gì? Dầu gì? Ớ gì? Bột gì? Bột chiên giòn. Đây là lớp bột chiên giòn là bột trắng nha anh em, còn bột vàng là bột chiên xù.
Dí anh. Chờ chú hộ hộ. Chùa cái đậm lâu máu ra đó vô ngọn. Rồi, nói chỉ như vậy. Đây là anh em thấy gì không? Anh em thấy là thấy gì không? Đây. Đây. Wow. Đây thấy gì không? Ôi. Rồi đứng đây. Gì? Lấy mặt qua em lấy xíu nghe đó, cái bụng nó em ạ. Cái này tự nhiên nó bụng ngang vậy trời. Giờ trước giờ quay clip nhớ đâu nó bụng không vậy chứ. Nhớ nó này hấp dẫn. Tạt hay sao ấy trời. Chắc tạt nó. Ok, món của mình chín được 2-3 cái, 3-4 cái vậy mọi người. Chuẩn bị được ăn rồi á. Mọi người nên nhìn nè. Ô trời, công phu cực kỳ. Nặng quá. Lần một xin tha. Thì bữa này phải ăn gì trước quay mấy này được cái đó bụng hoài luôn á. Trời ơi nhìn đó. À anh em nhìn thứ gì mà chưa lỗi à. Hết mẹ 2,5 kg than của mình rồi đó mọi người. Xin chai dầu ăn nữa. Wow. Dầu này tay đổ đây. Qua đã. Còn nắng chết luôn nữa. Món gì? Món này món gì? Dạ tha tha SC. Dạ có SC là gì ta? Gà ông già đó. Là gà ông già đó hả? Chuyện cái con kia để lên chứ. Em cái gì? Chuyện cái đó để lên chứ. Ham. Chính hả? Chính anh em ơi. Chính này. Chính này lụm được. Đây là cái mâm của mình em ơi. Cho ta cào cái này quá. Xuống xác rồi em ơi. Trời ơi. Trời ơi chính kìa. Hả? Ngon rồi đó, ngon rồi đó. Ủa, tính là chính chứ. Sắp được ăn rồi nha anh em. Ôi, còn mấy cái nữa mới hết mọi ơi. Đến lửa đi. Đem lửa đi nha chín. Ai bùng cháy lên. Anh em thì đùi sắp chín nha anh em. Đây là anh mới. 26 đủ gà lớn không trời. Hello mọi người các anh, hello mọi người các anh. Hello. Đây nè. Hello. Đây là anh ăn nha mọi người. Đây thì đủ đem rồi đó, còn thiếu một thằng nữa. Giờ sẽ đem vô ăn nha chứ đói bụng lắm mày. Không mỏi chứ bà luôn. Cuối cùng mà cũng chín hết. Trời cũng ngon dữ trời. Đợi, đợi biết lâu đó. Như đây là gần hơn số rồi đó. Rồi, lên. Lên múc đi để chút xúc vô ăn luôn. Cái này lắm chị. Đây, giờ nó chín nha mọi người. Đây, mọi người nhìn đùi nè. Ngon nha mọi người. Dẳng. Hấp thì dẳng. Tôi đã. Mày phải có được chiếc gào mà để cái mượn cái sống chạy. Còn thiếu mình mọi người ơi. Được mượn cái sống đó thế nào? Đây, mọi người rồi á. Ép bự luôn. Quay cho nghe. Quay dễ chẳng nào. Tương tương. Quá là dữ đi đặng. Trời ơi, đã. Cái loại này. Trời ơi. Mọi người dùng chứng minh cục thịt nha. Thịt gì, ca sa qua gì nè. Cá sê. Trời, cái gì? Cá sê. Cá sê, mọi người ơi. Chúng mình ca sa qua. Khi một chiều không đợi. Béo. Dột ha. Ừ. Dạ dột. Này chiên xíu nữa. Muốn tôm mọi người mà lâu quá mọi người ơi. Dạ nó lại quậy quá. Nó bị lâu quá. Nó dột quá. Mở nổi á. Không dột thôi. Thêm dầu nữa xíu á. Buồn á. Này như thiếu hơi rượu mọi người. Thiếu nhí nhí rượu gì đó. Đang rượu lên rượu phát lên không? Đang nhậu với nhau không? Tư rồi. Mười mười. À. Thích không à. Này ăn giống trong mọi người, thật không mọi người, quá đã, chín như dòng, trời. Ở ngoài nó giòn, bụng bột hết trơn này, cắn gì đây mới giảm rồi, ở ngoài nó giòn, ở trong thì nó mềm, béo à, béo ngọt ngọt, ở trong mình có mùi xả, mùi luộc, xả nám mình luộc á mọi người.
Thời gian qua đó luôn đồng hành cùng đem mấy người thì cái gì à, năm mới chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Thì làm gì nè, làm phát tài nha, làm phát tài nha mọi người. Chắc khoảng vài ngày nữa tụi mình sẽ kiếm một video mới đăng mọi người ơi, rồi mình sẽ quay lại nhiều hơn nha mọi người. Tại ăn tết hơi lâu, ăn tết mùng rồi mệt chiếu gói gì muốn ăn hết luôn mà. Ăn tới cái da luôn rồi. Mọi người nha, thúc video nè, một cái nữa cho đã nè mọi nha. Ăn chưa xong mình cứ thúc video luôn nữa. Video là chủ yếu là họp lại cái tan nha mọi người. Video chủ yếu là ăn bữa anh em ơi. Thì bữa lần quay nhiều hơn cho mọi người xem. Đây, mọi người lâu lắm mà không được ăn video ăn, từ lúc về tới giờ luôn á. Mời em nào. Lâu lắm rồi, ăn uống không? Bà Lam chảy nước miếng. Em thấy mọi người có không? Đấy. Chuẩn bị kết thúc video là anh em dịch lộn á. Bộ máy ba là dịch á. Kết thúc rồi. Thôi. Chưa rồi, còn cái đùi nữa kìa. Rồi. Rồi. Đâu nói chúc mọi người sức khỏe dồi dào nha. Nào phát đạt nha. Thôi gọi dạ. Rồi, gọi gì nè. Nói lại nữa đi. Tăng tài tăng tới, tăng bình an tăng lưu tăng tới tăng cứu tràn nha bà con. Ok, hẹn gặp anh em ở video gần nhất nha. Bye em. Bye em.